Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Speed Test cùng Thế Di Động. Và hôm nay trên bàn mình đây chính là hai siêu phẩm đáng mua của nhà Oppo trong năm nay. Bên tay phải mình đây chính là chiếc Oppo R17 Pro. Và bên tay trái mình đây chính là chiếc Oppo Find X. Về thông số cấu hình của hai chiếc máy này á, thì nó cũng có một sự khác biệt không hề nhẹ cho lắm. Về bên phía Oppo Find X thì sở hữu con chip đó chính là Snapdragon 845 cùng với là 8GB. Còn chiếc Oppo R17 Pro thì sở hữu con chip đó chính là Snapdragon 710 nhưng mà cũng cùng với lại 8GB luôn. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra về hiệu năng và đa nhiệm giữa hai chiếc máy này để kiểm tra xem đâu sẽ là sự lựa chọn sáng giá dành cho các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần như thường lệ là khởi động lại cả hai máy. Và bây giờ cả hai máy đã cùng khởi động lên rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra một số cái tác vụ cơ bản. Ví dụ như Wi-Fi này, đã kết nối cùng một mạng Wi-Fi rồi nha. Rồi, một số cái kết nối như là pin này đều trên 20% cả. Và cái phần không gian trò chơi thì mình sẽ tắt hết luôn. Rồi, không có ứng dụng nào nha các bạn. Tắt hết đa nhiệm nè. Rồi, ok. Rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu với tựa game đầu tiên, Subway Surf 3, 2, 1. Dường như là một con chip tầm trung thì không thể nào thắng nổi với một flagship tầm cao như là 845. Cho nên chiếc Oppo Find X đã vào game trước rồi nha, 1-0. Rồi, tựa game thứ hai là Cross Zero 3, 2, 1. Vẫn là một sự nhỉnh hơn ở chiếc Oppo Find X. Từ game thứ 3, Angry Birds 2, 3, 2, 1. Rồi, và chiếc Oppo Find X vẫn giành chiến thắng tiếp tục ở tựa game thứ 3 này nha các bạn. Rồi, đến với tựa game tiếp theo nào. Planet Zombie 3, 2, 1. Và chiếc Oppo Find X của chúng ta vẫn vào game trước bởi vì nó là một con chip tầm cao mà 845 sao có thể thua được một con chip tầm trung như là 710 được. Rồi từ game tiếp theo là Timberland 2 3, 2, 1. Vẫn là sự nhỉnh hơn về tốc độ đối với chiếc Oppo Find X. Rồi, đúng vậy, Oppo Find X đã vào game trước rồi. Rồi, Free Fire thì như thế nào? 3, 2, 1. Rồi, Oppo Find X vẫn tiếp tục giành chiến thắng ở tựa game này. Liên Quân Mobile. Và Oppo Find X của chúng ta tiếp tục giành chiến thắng. Và tựa game tiếp theo là Mortal Kombat 5 3, 2, 1. Và dường như lần này thì có một sự gọi là ngang tài ngang sức giữa hai chiếc máy. Khi mà mình thấy thì dường như chúng ta có một kết quả hòa ở đây thì phải. Rồi, tựa game tiếp theo là Asphalt Extreme 3, 2, 1. Rồi, chiếc Oppo Find X vào rất là nhanh. Và ngay sau đó khoảng 1 phần 10 giây gì đó là chiếc R17 Pro cũng đã vào luôn. Rồi, tựa game cuối cùng, PUBG Mobile 3, 2, 1. Và chiếc Oppo Find X đã vào game luôn rồi nha các bạn. Trong khi đó, rồi, ngay sau đó thì chiếc Oppo R17 Pro cũng đã vào game rồi. Về cái phần hiệu năng á, thì chúng ta đã thấy được cái sức mạnh thật sự của con chip là Snapdragon 845 như thế nào rồi. So với lại một con chip tầm trung mới ra mắt là 710 thì nó vẫn có phần nào đó thắng thế hơn rất là nhiều các bạn ạ. Trong khi đó thì chip 710 tuy là con chip tầm trung nhưng mà có thể sánh vai khá ngang tài ngang sức đối với tựa game Mortal Kombat 5. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành qua phần kiểm tra đa nhiệm luôn nha. Rồi, cả hai máy đều sở hữu là 8GB nhưng mà chiếc Oppo R17 Pro đã không phải load lại từ game đầu tiên. Từ game thứ hai rất là tốt. Rồi, từ game thứ ba cũng vậy.
Rồi. Game thứ tư cũng tốt luôn. R17 Pro nãy giờ vẫn chưa phải load lại một tựa game nào cả. Còn chiếc Oppo Face thì đã phải load lại tựa game đầu tiên rồi. Rồi. Và tựa game Mortal Kombat 5 thì cả hai đều phải load lại. Còn về phần đa nhiệm á, thì chúng ta có thể thấy một sự nhỉnh hơn ở chiếc Oppo R17 Pro khi mà chỉ load lại là 9 trên 10 tựa game. Còn chiếc Oppo Find X của chúng ta thì load lại 8 tựa game. Và đó là kết quả của bài speed test ngày hôm nay giữa chiếc Oppo Find X và chiếc Oppo R17 Pro. Các bạn có bất cứ bình luận gì về hai chiếc điện thoại này thì vui lòng comment phía bên dưới nha. Và mình xin nhắc thêm một số cái nữa là hiện nay hai chiếc máy này đang có chương trình giảm giá khuyến mãi. Có giá thì nó cũng sắp xỉ ngang nhau thôi. Đối với chiếc Oppo Find X thì giảm giá gần đâu đó của giá của chiếc Oppo R17 Pro thôi. Cho nên các bạn có thể chọn một trong hai chiếc máy này để về làm một chiếc smartphone để đi chơi Tết Vivu nha các bạn. Và sắp tới chúng mình sẽ có một video clip nhỏ thôi đánh giá xem thử rằng đâu sẽ là sự lựa chọn của các bạn. Và các bạn đừng quên có bất cứ bình luận gì về hai chiếc điện thoại này vui lòng comment phía bên dưới nha. Và nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Thế Giới Vọng để đón chờ thêm những video hay và bất khái nữa nha. Và nhân tiện luôn thì chúng mình vừa có thêm một người anh em nữa là Thế Giới Laptop Channel. Các bạn chỉ cần vào YouTube và search Thế Giới Laptop Channel. Và đừng quên subscribe kênh YouTube này luôn nha. Các bạn sẽ nhận được những thông tin hay và bất khái khác về laptop. Mình là Minh Học, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nha. Bye bye.